Chào anh em bên kênh Trái Phụ Núi. Kênh Trái Phụ Núi chia sẻ về cuộc sống ở nông thôn. Có một tin rất là buồn luôn anh em ạ. Hai cái tổ ong mật thì mình trước đi đào trong đất về cho cái thùng gỗ, giờ bốc bay hết rồi anh em ạ. Quá là buồn. Chả hiểu tại sao luôn. Đó, bốc bay hai cái tổ luôn. Một cái tổ kia mình để kìa, đi rồi. Một tổ mình treo ngoài này nhá, vừa sáng vừa bay luôn, thế mới kinh chứ. Vừa đi chăn bò về là xem thấy bay ra ầm ầm, nó tưởng nó làm gì ấy. Nó thế là bay ra là bay đi luôn. Rồi không sao, giờ mình lại chuẩn bị bẫy anh em nhá, chuẩn bị đi bẫy thôi. Cái tổ trước về, cái tổ đầu tiên mình đào trong cái trong đất nhá, thì nó làm được một bánh tổ nhỏ nhỏ đấy, khoảng hai ngón tay, chỉ có một chút chút phấn hoa ở trong ấy, không có gì cả, nên nó đi luôn. Có một cái tin vui này anh em, khi mình cái tổ ong bốc bay sau kiểm tra thì cái tổ này nó to quá. Nó to quá. Quân nó đợt trước mình bắt ấy, rất ít quân. Nên mình rút kinh nghiệm là bê bắt những tổ ít quân thì phải cho vào cái thùng gỗ nhỏ nhá, cái thùng này khá là to. Nên là mùa đông này quân ong mật nó phải được giữ ấm để bảo vệ đàn. Cái tổ to quá nó không chịu ở. Mấy cái tổ sáng vừa bốc bay, tổ kia cũng to bằng tổ này, đông hơn tổ đầu tiên bắt trong đất. Khi nó bốc bay ấy, mình chạy đi theo nó. Nó vào một cái thùng gỗ của ông ở làng dưới lên bẫy ở cái khu vực mình này. Tổ ông kia bẫy rất nhỏ nhá. Tổ nhỏ, ông kia để đứng thôi, không phải để nằm. Thùng gỗ nhỏ này nhiều. Nó rất nhiều, mình nhà mình toàn thùng gỗ to nên là đựng vào nó toàn bốc bay hết. Giờ mình lại chuẩn bị đi bẫy anh em ạ. Bẫy mình chỉ chọn những cái tổ nào đông quân, tổ nào đông quân nó mới mới vào được thùng gỗ của mình thôi. Mình đã xử lý cái thùng này rồi và bôi sáp ong lại anh em nhé. Rồi trước khi đi bẫy thì cho anh em xem cái thùng gỗ này này. Thùng gỗ cũng to bằng cái thùng gỗ kia. Nên đựng ong nó không, quân ong đông ít nó không chịu ở cơ. Đây đây, bật flash lên cho anh em xem này. Cái tổ này nó chỉ làm được một chút sáp kìa, dính ở chút được kìa nhỉ. Thùng này khá là to nên là nó không ở, nó lại bay thùng của một ông xóm dưới lên bẫy ở đây. Cái thùng của ông ấy để đứng nhá, đây này, như như hai thùng này thôi, như hai thùng này, nhưng cái thùng này mình hiện chưa làm cơ. Trước mình nghĩ là cái thùng to đựng được nhiều mật nên là cái thùng này định bỏ không không định làm. Thùng của ông kia bấy còn nhỏ hơn cái thùng này nhá, nhỏ hơn thùng này nhiều, nhỏ hơn thùng này khá là nhiều đấy. Đây mình có hai cái thùng nhỏ mình chưa làm, làm cái thùng to này trước này. Cái thùng này cũng làm rồi nhưng mà chưa làm hết, toàn là vòng xoáy cơm áo gạo tiền nên là chưa làm được. Chứ là đi làm thuê kiếm tiền nhiều. Đến giờ lại tay lại đau, không không xử lý được rồi, không làm được hai thùng này rồi. Thùng đi phải thùng nhỏ phải bấy bấy đứng, để đứng kiểu này này, bấy mày hay vào. Giờ thì không sao, mình sẽ lấy thùng gỗ này xuống và xử lý thêm, cho thêm sáp ong vào nhá, bôi sáp ong vào và đi bấy thôi. Và giờ cũng có một cái may là bây giờ ong nó ở mấy ngày có mùi thơm của ong ấy. Ong ấy nó sẽ ở thôi, về tìm vào sẽ soi nó sẽ và ở thôi. Nếu mà thùng đông quân nhá. À, cái đàn đông đông quân thì nó ở nhá. Đàn ít quân như hai tổ hôm trước đào trong đất thì nó không không ở được anh em ạ. Chờ mấy hôm nữa tay khỏi hẳn thì mình sẽ xử lý thùng này và mang đi bẫy. À
Giờ bắt đầu đi lấy cái thùng ở ngoài kia kìa. Nha, thấy gì không? Thùng để cạnh y chảo kìa. Thùng kia đã xử lý bôi thêm sáp rồi. Thùng kia bây giờ phải có tổ nào đông quân nó mới vào được. Vì cái bề mùa đông này ít quân nó không chịu nhiệt được đâu, không đủ dưỡng bảo vệ đàn được. Anh em chúng ta cùng đi nào. Trước khi đi bẫy thì trai phụ núi quan sát xung quanh nhà xem chỗ nào có cây to thì bẫy anh em nhé. Vừa quan sát qua một vòng thì có hai cây này. Đây một cây gạo đây, khá là to, nó cao nhất cái khu này, cao nhất cái khu này nhá. Với cây trên này này, ở cây trên này nó cây này cũng cao nhất cái khu này đó. Theo cái lý thuyết một số ông anh chia sẻ là ong nó tìm những cái cây cao, đặc biệt nó ở một khu một vùng ấy nó cao nhất, ong sẽ tìm hay tìm ở gốc đấy. Một số ông anh chia sẻ như vậy, và một lý thuyết mình cũng đọc ở trên internet, mọi người cũng chia sẻ như vậy nhá anh em nhá. Xung quanh bên này có một cây này, cây trám bên kia thì có người bấy rồi, mình không bấy nữa, mình sẽ bấy cây gạo bên này nhá. Còn một cây ở trên này thì hôm sau tháo cái tổ treo ở kia lên bấy đấy nhá. Bây giờ mình sẽ mang cái thùng đằng sau này bấy gốc cây gạo bên kia, bắt đầu đi anh em ạ. Anh em cùng theo dõi. Trái phụ đang trên đường đi anh em ơi. Ui, ngoài đấy rộng quá, không thấy đường đi rồi. À, phải bò bò qua kia mới được. Đến nơi rồi anh em ạ. Mình đi lách qua khá nhiều cái chỗ bụi rậm thì mới đến được đây. Mình bí quá, bây giờ mình sẽ phát ở xung quanh cái này nó quăng một chút nhá. Bẫy. Phát quăng rồi mình sẽ làm cọc bẫy thôi. Vừa làm bệ đỡ xong rồi anh em ạ. Giờ trai phụ núi bê cái thùng gỗ này vào đặt rồi nha, bẫy thôi. Vậy là xong anh em. Vì trái phụ núi để một lỗ nó vào bên kia, thì cái góc bên kia trái phụ núi để sát cái gốc cây to anh em nhé. Cho anh em xuống dưới xem này. Cái mình bấy đặt đơn giản thôi. Đây này. Cái nó không rơi được cả được à. Cái thùng gỗ này mình đã xử lý bôi thêm sáp vào anh em ạ. Bề trong có mùi rất thơm để dụ đàn ong về. Nếu mà cái đàn nào đông quân thì nó sẽ về thôi.
Nhưng mà đàn ít quân thì nó bay xoay nó cũng không về được. Xoay như một số ông anh cùng bẫy. Cái thùng gỗ to quá. Quân nó không không đông, nó ít. Quân ít quá nó không. Cái thùng gỗ nó không đủ ấm, giữ ấm cho đàn ong, không bảo vệ được đàn ong thì nó không không về đâu. Như cái thùng gỗ sang mình bốc bay. Cái thùng kia cũng to như này này. To bằng này thôi. Không phải to lắm mà đàn ong vẫn bốc bay, bay đi cái thùng gỗ khác. Thùng nhỏ hơn và nó có thể giữ ấm được đàn ong để đàn ong có thể ở nhá. Thôi, video đến đây dừng nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu anh em cũng đam mê bẫy ong, bắt ong soi hoặc là nuôi ong mật thì đăng ký kênh ủng hộ Trai Phố Núi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.